Chào mừng các bạn đã đến với kênh công nghệ của Laptop TC và mình là Đại Công Nghệ. Ở trên bàn mình đang là chiếc Dell Precision 7510 các bạn ạ. Với một chiếc laptop máy chạm quốc dân thì thời điểm hiện tại hiệu năng của nó như thế nào thì mình sẽ test Photoshop làm AutoCAD SolidWorks trên chiếc laptop này. Chiếc máy ở trên bàn mình đang có cấu hình là Intel Core i7-6820HQ với 4x8 luồng và xung turbo mình thấy ở đây là khoảng 3.2GHz. RAM là 8GB, mặc dù là chiếc máy này có thể nâng cấp tối đa tận 4 khe RAM cơ và hiện tại mới chỉ nắp một thanh RAM 8GB thôi. SSD 256GB này, Wi-Fi Dual Band và GPU là NVIDIA Quadro M2000M. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy đến với cái tác vụ là SolidWorks 2022 nhá. Ở đây thì mình có một cái file test nặng 78MB. Chúng ta hãy cùng xem cái thời gian mà mở cái file này là bao nhiêu lâu. 3 2 1 bấm giờ. Ok, mất khoảng 30 giây là mở xong file nhá. Cái file này của mình thì nó sẽ còn có một số các chi tiết nữa thì mình sẽ mở lên. Cái khối này của mình nó sẽ như thế này nhá. Và chúng ta hãy cùng xem cái mức FPS khi mà mình quay các cái vật thể này. Đây các bạn nhìn này, khi mình quay nhá. Đó, tận hơn 100 FPS cơ. Với cái thông số như thế này thì mình đánh giá cái mức là trung bình, mượt mà khi mà chúng ta sử dụng đấy. Nhưng mà nó không quá cao nhá. Một số con bây giờ thì nó có thể lên đến cả vài trăm FPS cơ. Thậm chí là lúc mà khi mà mình zoom như thế này nó rơi vào khoảng 14 FPS thì mình vẫn thấy là ok, không bị kiểu bị khựng lag gì cả. Cái phần mềm này thì nó tối ưu như thế rồi. Và các bạn có thể thấy đây là một cái hiện tượng đổ bóng này. Các bạn nhìn đổ bóng nhá. Đó, nó có bóng ở dưới này. Đây là cái tác dụng của card Quadro. Thì nó sẽ có hỗ trợ được một cái là gọi là hiệu ứng đổ bóng ở trong SolidWorks. Đó. Thật sự thì mình thấy với cái tác vụ là làm SolidWorks cơ bản như thế này thì chúng ta sẽ không thể làm khó được chiếc máy này đâu các bạn ạ. Mình sẽ tạo một cái lỗ trước. Enter nhé, xem mất mấy giây nhé. 1, 2, 3. 7 giây đấy các bạn ạ. 7 giây để tạo thêm một cái chi tiết như thế này. Mình Ctrl Z. Ok. Mình cắt nhé. Đây. 1, 2, 3. Cắt thì chỉ mất khoảng 3 giây thôi. Đây các bạn thấy là trong cái chi tiết nó sẽ có những cái bề mặt khác nhau này. Nhưng mà các cái thao tác như cắt vừa xong ấy thì rất là ok. Thì ban đầu nếu các bạn chưa có kinh tế nhiều ấy thì có thể lựa chọn chiếc Dell Precision 7510 này. Học thì rất là ok, còn làm thì ở cái mức cơ bản được rồi ấy. Nếu mà chấm điểm thì SolidWorks phải từ 8 trên 10 điểm đấy. Đây là AutoCAD 2022. Với AutoCAD thì mình cũng sẽ có 10 file test như mọi khi nha. 99MB, 100MB, 50MB và thấp nhất là 5MB. Thì với cái máy nó chỉ có tầm giá là 8,8 triệu như bây giờ ấy, thì mình sẽ test cái file thấp nhất nhá, đẩy dần lên từ 5 đến tận 100MB. Ok. Và đây mình có một cái đồng hồ để bấm giờ này. Bắt đầu luôn với cái file test 10 nhá. 3, 2, 1, bắt đầu. 15 giây là mở xong cái file 5MB. File CAD 5MB và đây là một cái file bản đồ với cái chi tiết mình thấy cũng khá là nhiều. Đây các bạn nhìn này, chi tiết nhiều chưa? Và thực ra thì trong cái quá trình mà mình sử dụng như thế này, mình sẽ thực hiện một vài lệnh nhá. Nhân đôi này. Đó, chỉ mất khoảng 3-4 giây thì đã nhân đôi được xong cái bản đồ này rồi. Và cái mức RAM hiện tại đang sử dụng là khoảng 4.3GB. Các bạn thấy không? Khi mà mình sử dụng như thế này thì cái mức công suất của CPU là khoảng 18W thôi. Cao nhất là 17-18W này, 19W. Đó. Chứ nó không lên cái mức là 50-60W đâu. Mức xung này mình thấy thì cao nhất là khoảng 3.6GHz là nó đã có thể sử dụng được phần mềm AutoCAD này rồi. Với M2000M thì AutoCAD thời điểm hiện tại nó vẫn khá là nhẹ nhàng. Đó, nhiệt độ thì cũng chỉ rơi vào khoảng 40-50 độ C thôi thì các bạn biết rồi đấy. Cái quạt gần như nó không chạy. Mình không nghe thấy tiếng quạt. Ok, chúng ta sẽ đến với cái file tiếp theo nha. File nặng 10MB này. Mất 7 giây thôi các bạn ạ. 10MB có mất 7 giây. Đó. Ui, có hơi đơ một chút này. Nhưng mà zoom ra thì không sao. Mức FPS thì vẫn đang được khoảng 2x đến 4x là mượt mà rồi. Gần như máy nào cũng thế. Máy đắt tiền nó cũng chỉ thế thôi. AutoCAD nó vậy mà. Đấy các bạn thấy nhá. Nhân đôi phát nữa nhé.
đấy, mất nhiều thời gian hơn, mất khoảng 5 đến 6 giây thì mới nhân được thành công. Phải thứ 3, 3, 2, 1, bắt đầu. 13 giây là xong, ok. Và các bạn thấy không, với AutoCAD khi mà các bạn zoom nhỏ cái bản đồ lại, lúc nào nó cũng sẽ bị lag như vừa xong ấy. Nhưng mà cái mức FPS thì chúng ta có thể thấy được là cũng cao nhỉ. Đấy, gần như là phản hồi tức thì luôn. Mặc dù chiếc máy này đã ra mắt được cách đây là 8 năm rồi. Đầu 6, 6 cộng 8 là 14, 8 năm rồi các bạn ạ. Nhưng mà vẫn sử dụng ok. Thì phải nói những cái máy Dell nó bền như thế nào nhỉ. Khi mà mới ra thì nó rơi vào khoảng 3-4 nghìn đô. Đó, các bạn thấy không? Các cái thao tác ok này không vấn đề gì cả. Đây nha, các bạn lưu ý nên giới hạn cái mức xung của con CPU là khoảng 3.4 GHz thôi, thì nó sẽ máy mát này, 60 độ C cao nhất thôi. Ok, chúng ta đến với cái file tiếp theo nhé. File thứ 4, 28M. 11.89 giây. Đấy, các thao tác vẫn ok nhá, và mức RAM là 6.2 trên 8GB. Bắt đầu. Nó sẽ rơi vào khoảng là 15 giây đi, cứ cho là 15 giây tại vì mình bấm hơi chậm. 6900M. CPU vẫn mát. Ok, cái này mình phải nói đi nói lại nhưng mà nó mát thật. M2000M thì vẫn cân AutoCAD khá là ok. Đấy, ok nhá. Vẫn hoạt động được. Bây giờ thì mình sẽ nhân bản cái map này nhá. Chọn hết này. 1 2 3. Mất khoảng 12 giây là nhân đôi thành công cái bản đồ ra. Mức RAM là 7.5GB rồi các bạn ạ, 7.5GB. Mình căn cho Z lại nhé. Nói chung là với 8GB RAM thì nó hơi thiếu, rất là thiếu ở thời điểm hiện tại chứ không phải hơi đâu. Rất là thiếu nha. Các bạn nên lắp thêm một thanh RAM nữa. Mức RAM gần đầy như thế này thì có lẽ đây sẽ là cái file cuối cùng mà mình test được. File số 5 và nó sẽ có dung lượng là 98MB. 98MB này. Ok, chúng ta hãy cùng bấm giờ nha. Open. Ok, đã xong. Khoảng 23 giây là chúng ta đã mở được một cái file bản đồ nặng 100MB. Nó như thế này này. Đây, đây là cái file bản đồ đấy. Chúng ta nên phóng to ra thì nó sẽ mượt hơn, còn lại để nhỏ thì nó sẽ bị lag tại vì có quá nhiều chi tiết. Và mức RAM 7599MB nhá. Ôi trời ơi. Chúng ta hãy cùng test lại những cái file đầu tiên để xem nó có bị load lại không nhá. Khi mà tràn RAM thì những cái file đầu tiên này nó sẽ bị load lại. Nó sẽ bị mất thời gian để load ấy. Đây này, đầu tiên này. Không. Thứ hai, ok luôn. Thứ ba, ok. Thứ tư, ok. Thứ năm cũng được. Và thứ sáu đều ok luôn nhá. Như thế này thì mình sẽ mở thêm một cái file nữa các bạn ạ. Tại vì nó vẫn chưa phải mắc pin. Ok nhá. Chúng ta sẽ mở thêm một cái file thứ tư cũng nặng 98MB. Công suất gọi là cái mức hiệu năng tối đa của chiếc máy này nó có thể làm AutoCAD mắc pin là như thế nào. Ok. 98MB. 1 chưa bị load. 2 chưa. 3 chưa. 4 chưa. 5 chưa. 6 chưa. 7 chưa. 7 file. 7 file với dung lượng cao như thế mà vẫn chưa phải load lại file nào các bạn ạ. Ok, chắc là chúng ta sẽ phải thêm một vài các cái hiệu ứng xong chúng ta zoom in zoom out ở những cái file này ấy, thì may ra nó mới bị load lại. Còn lại đọc file thì quá đơn giản. Ok, chúng ta nhân đôi cái bản đồ này ra. Vừa xong là nhân đôi một cái, bây giờ nhân thêm một cái nữa. Đó. Đấy. Mất thời gian này, kiểu bị đơ đơ ấy. Dừng đứng hình luôn. Ok, xong luôn này. Mà mức RAM lại tụt xuống 6GB. Vô lý thật sự đấy. Nó tối ưu cũng ok. Nhiều máy 16GB mình mở như thế này có khi phải load lại ở cái chỗ này. Nó cứ bị chạy, phải chạy lại phần mềm khá là nhiều. Con này thì lại không sao. Vô lý thật. Hay là đây là máy chạm ta. Mức xung như thế này không phải cao nha. Nhiều con mức xung cao hơn. 4 chấm, 5 chấm. Nó cũng chỉ được như thế này thôi. Không mượt hơn bao nhiêu cả. Vô lý thật sự. Bạn nào biết tại sao lại như thế hay không? Đây, vẫn chưa phải load lại. Có 8GB RAM thôi đấy. Mở thêm một file lại dùng ít RAM đi chứ. Thế thì chúng ta mở tiếp nha. Mở đến bao giờ nó không mở được nữa thì thôi chứ. 50MB.
Ok, 12.73 giây. Không phải, thế nào phải mất 15 giây hay nó vừa lại chạy chạy cái ở đây này. Mình thấy chạy xong rồi mà, hay là bắt đầu tràn RAM các kiểu phải chạy lại thôi. Chưa nha. Thế cái này đã việc gì đâu. Mình đánh giá như thế này thì nó có thể đáp ứng AutoCAD khá là tốt. Mức 8,8 triệu thì nên mua con này chạy AutoCAD. Khi mà cái mức nhiệt độ CPU chỉ khoảng bốn mấy 60 độ C thôi. Cái môi trường là khoảng 24 độ thì mình thấy cùng lắm là đến mùa hè rơi vào khoảng 34 độ, nó tăng lên 10 độ C, 12, 20 độ C nữa. Nó là khoảng 80 độ C thì CPU nó vẫn chưa thể sập được. Mình khá là bất ngờ. Đây đây, các bạn thấy không? Bị lốt lại rồi này. Các bạn thấy chưa? Bị chạy lại rồi nha. Tại vì chúng ta mở quá nhiều file nên một số file nó sẽ tự đóng lại để dành cái dung lượng RAM cho file khác. Nó sẽ phải chạy lại ở chỗ này. Nhưng mình đánh giá đến thời điểm hiện tại là rất ok rồi. Mở thêm một vài file nữa nhá. File test thứ hai nặng 100 MB này. Như thế này đáng lẽ ban đầu mình phải test ngay từ trên xuống dưới luôn ấy. 1 2 3. Đang chạy rồi, chạy rất nhanh. Tại vì đây không cùng phiên bản nó sẽ có câu hỏi như thế. Bao nhiêu giây đây? Mất nhiều nhất là khoảng 32 giây để mở được cái file 100 MB thứ hai ra nhá. Đây. Bây giờ cái mức RAM lại tụt xuống 5.900 MB này. Vừa nãy để chạy khoảng 6 file là 7.000 MB. Bây giờ mở thêm thành 9 file nó lại tụt xuống 5.000 MB. Đây chúng ta hãy cùng mở lại nha. Chưa thấy cái hiện tượng bị lốt lại file nhé. Vẫn ok, bấm phát nào ăn phát đấy luôn. Vẫn ok, bấm phát nào chạy sang cái bản đồ đấy luôn, không mất cái thời gian chạy lại nữa. Ok, file test đầu tiên, test 1 này. Gọi là mình không ngờ cái con máy này nó có thể mở được nhiều file như thế. Ok, đồng ý này. 20 giây, 21 giây mở thành công file. Hey, những cái file bản đồ nó rất là lớn. Nhưng mà nhiệt độ mình thấy rất là mát các bạn ạ. Nhiệt độ này chỉ khoảng năm mấy 60 độ C thôi. Bàn phím nhá, 34 độ này. Trên này 31 độ. Mình không hề bật điều hòa. Để mà mình chấm điểm ấy thì Dell Horizon 7510 với cái tầm giá khoảng 8 triệu mình phải chấm là 9 trên 10 điểm. Với cái thao vụ AutoCAD trên chiếc laptop này, các bạn thấy như thế nào? Mình sẽ đến với phần mềm Photoshop 2021 nhé các bạn. Và các bạn có thể thấy là mọi thao tác mà mình sử dụng cái phần mềm này thì gần như là không có sự delay. Chỉ một vài cái mà mình kiểu chọn tất cả khoảng 100 cái layer ấy, thì mình di nó có bị hơi đơ đơ một chút thôi. Còn lại những cái mà zoom in zoom out thay text các thứ ấy, mọi thứ là thoải mái luôn các bạn ạ. Photoshop là một phần mềm 2D và mới cái con chip Core i7 đầu 6 6820HQ ở trên chiếc Dell Horizon 7510 này. Nó có thể cân được Photoshop một cách thoải mái luôn các bạn nhé. Các bạn thấy như thế nào về hiệu năng của Dell Horizon 7510 thì có thể bình luận ở phía dưới nha. Và để mình tổng kết lại cái hiệu năng của chiếc laptop này thì phải nói một từ là ngon. Với mức giá là 8 triệu 8 thì các bạn đã có thể mua được cái cấu hình với card RAM M2000M rồi. Và thậm chí với 8GB mình có thể mở được tận 10 file test nặng này. Làm SolidWorks cũng ok luôn, mượt mà hơn 100 FPS. Nếu mà đánh giá tổng thể hiệu năng của chiếc máy này trên tầm giá thì mình cũng sẽ chấm 7 trên 10 điểm các bạn nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Link mua hàng mình sẽ để ở phía dưới cho các bạn quan tâm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.